Trời ơi, chị cũng đã từng sử dụng rất là nhiều sản phẩm rồi, nhưng mà nó không có hiệu quả. Chị mất niềm tin quá rồi, là chị bị lừa rất nhiều. Liệu cái sản phẩm xì thủy mỡ nhân sâm này có đúng như những gì em quảng cáo hay không? Thì em nói thật với tất cả các chị như thế này này. Bây giờ 100 người bán hàng thì cả 100 người nói hay, không ai nói dở về sản phẩm của mình cả. Nhưng chị em mình bây giờ đều là những khách hàng thông minh. Mình mua hàng mình không phải nghe bằng tai nữa, mà mình phải mua bằng đầu. Mỡ của chị em mình nó hóa 2 tầng, tầng mỡ dưới da và tầng mỡ nội tạng. Nếu chị em mình sử dụng những kem tan mỡ hoặc thuốc uống thông thường, nó chỉ đào thải mỡ dưới da thôi. Chị em mình chưa sử dụng bất kỳ cái sản phẩm nào để đào thải mỡ nội tạng cả thì không bao giờ giảm được. Thì cái sản phẩm xịt thủy mỡ lên nhân sâm này nhà em, khi các chị xịt vào, em nói thật với các chị, nó cũng chỉ đào thải mỡ dưới da thôi. Đấy là lý do vì sao khi các chị mua em tặng cao tách mỡ X10 cho chị, thì các chị sử dụng xịt xong, các chị bôi cao tách mỡ X10 cho em, nó sẽ giúp các chị đào thải mỡ nội tạng ngay lập tức. Thứ nhất, xịt vào nó sẽ đào thải mỡ dưới da qua tuyến mồ hôi, các chị nhìn bằng mắt thường. Thứ hai, các chị bôi cao vào nó đào thải qua tuyến nước tiểu. Các chị đi vệ sinh các chị thấy váng mỡ lên ngáng. Đấy là lý do vì sao em cam kết nếu các chị sử dụng sản phẩm nhà em không hiệu quả, em hoàn tiền 100%. Nhanh chóng để lại địa chỉ và số điện thoại, bên em giảm giá ưu tiên 50% cho 30 khách hàng đầu tiên và nhanh nhất.